trong những năm qua, vai trò của tiền đạo mục tiêu đã bị lu mờ ở các câu lạc bộ ưu tú. Thậm chí, một số CLB còn chơi mà không có tiền đạo trên danh nghĩa nào. Thế nhưng, cho đến vòng bán kết ở World Cup 2018, xu hướng trọng dụng lại các số 9 đích thực đang phát triển mạnh và đem đến những kết quả tích cực. Yếu tố lớn nhất dẫn đến xu thế đó đến từ góc độ chiến thuật khi hầu hết các đội bóng ở World Cup 2018 triển khai hàng thủ lùi sâu và nhỏ gọn nhất có thể. Số đông cầu thủ thường xuyên chỉ quanh quẩn trong và ngoài vòng cấm. Điều này khiến các cầu thủ tấn công tốc độ không có không gian để chạy đua. Đó là lý do vì sao tiền đạo dựa vào sự nhanh nhẹn như Timo Werner của Đức gặp khó khăn trước các đối thủ tại World Cup 2018, trong khi đó, những tiền đạo thiên về sức mạnh vật lý như Alexander Dubá, Nga, Diego Costa, Tây Ban Nha, Olivier Giroud, Pháp, Mario Mandzukic, Croatia và Romelu Lukaku, Bỉ và Harry Kane, Anh đã và đang đem đến những ảnh hưởng tích cực. Điểm chung của họ là mạnh mẽ, chơi đầu và dứt điểm tốt. Họ không kỹ thuật, không hoa mỹ, không tạo ra cho người xem cảm giác thích thú khi có bóng trong chân, nhưng chắc chắn, họ đem đến hiệu quả. Hậu vệ Brazil khốn khổ khi theo kèm Lukaku, ví dụ lớn nhất cho sự khác biệt giữa việc sử dụng và không sử dụng số 9 đích thực nằm ở trận đấu của tuyển Pháp với Australia. Pháp ra quân với hàng tấn công ao đứng Andembele, Kaidan Mbappe và Anson Egemoner, ba cầu thủ được coi là hàng đầu thế giới về tốc độ và kỹ năng. Mặc dù vậy, Pháp gặp nhiều khó khăn để phá vỡ hàng thủ được tổ chức tốt của Australia. Khi SLV Didier Deschamps tung Giroud vào sân, thế trận tấn công của Pháp cởi mở hơn rất nhiều. Giroud có khả năng làm tường tốt, và trong khi các hậu vệ Australia mải mê lao vào cuộc tranh chấp vật lý với tiền đạo này, không gian được mở ra cho tuyển Pháp. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Pháp đến từ một pha làm tường của Giroud rồi chuyển cho Paul Pogba ghi bàn. Các ví dụ khác nằm ở màn trình diễn xuất sắc của Costa trước Bồ Đào Nha, Mandzukic trước Argentina và De Dubá làm khổ hàng thủ Ai Cập. Kane, một số 9 xuất sắc khác cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn. Sự xuất hiện của Giroud trận gặp Australia đã giúp lối chơi của Pháp thay đổi. Các đội bóng ở World Cup 2018 đặt nhiều trọng tâm vào các pha tạt bóng và căng ngang trong mỗi đường tấn công để hóa giải thế phòng ngự sâu từ đối thủ. Rõ ràng, không kiểu cầu thủ nào tận dụng tốt hơn các pha bóng như thế bằng các tiền đạo mục tiêu. Ngoài ra, một điểm khác giúp số 9 đích thực lên ngôi tại World Cup 2018 nằm ở hậu vệ. Các hậu vệ ngày nay thường được đánh giá cao về khả năng chơi bóng bằng chân, hơn là pha bóng hay có thể đối phó với các tiền đạo dùng mọi tiểu xảo và sức mạnh thể lực. Để ghi bàn, các tiền đạo mục tiêu đang trở lại, và liệu World Cup 2018 có phải là cột mốc đánh dấu sự hồi sinh của họ? Nếu có, đó sẽ là tin vui cho người hâm mộ. Bóng đá hấp dẫn bởi sự đụng độ giữa các phong cách chơi bóng khác nhau, thay vì đội bóng nào cũng dùng lối chơi kiểm soát bóng, chuyền đi chuyền lại.